Vâng, anh Mạnh ạ, anh cho em xin ý kiến và những cái đánh giá về sản phẩm chất lượng của cái hãng ghế Fuji chúng em được như thế nào ạ? Sau khi dùng được gần 2 năm. Vâng ạ. Thì đã được nhân viên chăm sóc rất là chu đáo. Vâng ạ. Xuyên hỏi em máy móc có vấn đề gì chăm sóc. Vâng. Phong cách rất chu đáo. Vâng. Nếu mà tôi đã nhiều người đã đến đây ngồi dùng thử của tôi và cũng đã coi như là thấy chất lượng tốt và cũng đã đặt mua sản phẩm. Vâng ạ. Vâng, thì cảm ơn anh đã chia sẻ những cái ý kiến đóng góp vừa rồi. Em xin cảm ơn, chúc anh chị một buổi tối vui vẻ. Không có gì. Vâng, cảm ơn.